Xin chào mọi người đến với Maya Video Tutorial bài số 8 phần số 4. Ngày hôm nay sư sẽ tiếp tục vẽ cái bàn tay. Thì như các bạn đã thấy thì ngày bài này sư sẽ đi vô Reflow Geometry trên lòng bàn tay để mình có được những cái đường tình, đường tại sản hay là đường sống. Mà trước khi sư đi vô cái đoạn đó thì sư sẽ vẽ lại một số, sư hiệu chỉnh một số vertices dưới lòng những có cái ngón tay để có được chi tiết hơn. Thì như các bạn đang thấy, hiện tại sư đang hiệu chỉnh từng vertices một. Thì đáng lẽ siêu định bỏ qua cái phần này, nhưng mà siêu nghĩ siêu nên giữ hết toàn bộ những gì siêu record để các bạn thấy được cái quá trình của siêu làm. Tuy nhiên cái phần này siêu nghĩ với các bạn khéo tay thì các bạn có thể tự làm được, nên siêu sẽ không đi chậm mà siêu sẽ trả nhanh cái video. Thì như các bạn đã thấy, bây giờ siêu đang đi ngược lại từng cái ngón tay một, từ ngón trỏ đến ngón út. Thì bây giờ siêu lật cái lòng bàn tay lên để siêu hiệu chỉnh từng vertices bên dưới. Tại vì trong ba cái bài trước thì mình chỉ hiệu chỉnh những cái vertices trên mặt bàn tay thôi, chứ lòng bàn tay thì mình chưa có hiệu chỉnh. Thì như các bạn đã thấy, sư đang chỉnh từng vertices một để cái lòng bàn tay của mình nhìn đẹp hơn. Sư vẫn không biết là sư có nên skip qua cái phần này không, thì sư nghĩ chắc sư skip qua cái phần này. Thì như các bạn đã thấy, sư đang hiệu chỉnh từng vertices một ha. Thì giờ sư sẽ stop video rồi sư trả nhanh qua cái đoạn này. Giờ siêu trở lại video, thì như các bạn thấy siêu mới vừa hiệu chỉnh xong từng vertices một. Thì bây giờ siêu đang xem toàn diện của, giờ siêu đi chậm đi, siêu mới vừa xem toàn diện cái bàn tay thì siêu thấy những cái ngón tay của mình nhìn tạm ổn, không có bị vuông vức quá, mặc dù nó vẫn chưa tròn đều, chưa có đẹp. Thì bây giờ siêu đang đi vô phần hiệu chỉnh vertices trên mặt bàn tay để có cái độ cong của cái mặt bàn tay. Thì như các bạn thấy, nếu mà khi mà mình tạo một cái cube cho cái lòng bàn tay, thì các bạn để ý cái cube thì nó rất là phẳng, mặc dù mình đã thêm cái geometry, mình thêm cái edge loop để có cái resolution rồi mình hiệu chỉnh vertices. Tuy nhiên nếu mà các bạn nhìn kỹ vô cái bàn tay thì ở từ cái phần cổ tay cho đến những cái mắt tay á, ta gọi cái knuckle là cái gì ta, thì trong cái phần đó nếu các bạn để ý thì cái bàn tay của mình nó không phải thẳng mà nó hơi cong cong như các bạn đã thấy. Thì đây là cái cổ tay thì nó nằm chỗ này, thì những cái mắt tay thì nó nằm ngay chỗ này, sư quên gọi nó là như thế nào, xin lỗi các bạn. Thì hiện tại bây giờ sư đang cộng thêm một số cái edge loop để có thêm được cái resolution để hiệu chỉnh từng vertices một để có cái độ cong của bàn tay nó tốt hơn. Thì trong cái phần này đáng lẽ sư cũng định trả nhanh, tuy nhiên có một số cách sư tính toán. Thì trong quá trình siêu tính toán làm sao để reflow geometry, siêu muốn các bạn theo dõi cách siêu tính để sau này các bạn hiểu được làm sao để mình tính toán để reflow geometry. Tại vì có một số polygon nó đi thẳng, nhưng mà trong số những trường hợp nhất định nào đó các bạn phải làm cho nó chạy ngang chứ không thể chạy thẳng, hoặc là chạy vòng dèo chẳng hạn như vậy. Thì như siêu đã nói, khi mà các bạn model một cái geometry nào đó thì mình phải nên cố gắng giữ cái geometry thành quad, không nên có nhiều triangle hoặc là angon. Đáng lẽ triangle có nghĩa là hình tam giác, có nghĩa là mặt có hình tam giác, như các bạn thấy thì bây giờ mình đang có bốn mặt ha, thì gọi là quad. Thì đáng lẽ triangle vẫn tốt, tuy nhiên khi mà các bạn deform, các bạn bẻ cong, hoặc là khi mà các bạn làm với animation thì các ngón tay mình nó phải cong, nó phải nắm ra hoặc là bung thẳng ra. Tuy nhiên nếu mà trên cái bàn tay của mình có những cái triangle thì khi mà các bạn deform nó, các bạn bẻ cong nó không có bẻ cong theo cái hướng các bạn mong muốn được. Nhưng mà nếu mà các bạn có một cái mesh, có những cái quad thì nó bẻ cong rất là dễ hơn. Tuy nhiên cái angon mình không biết là cái geometry nó sẽ reflow như thế nào. Tại vì khi mà các bạn smooth nó lên thì Maya sẽ tự động tính toán để chia cái angle nó ra thành những cái quad hoặc thành những cái triangle. Nhưng mà những cái đường flow của geometry nó không đúng ý của mình, nên nhiều khi mình vẽ một cái bàn tay, mình không nhìn cái lưới mesh, mình thấy nó rất là đẹp. Tuy nhiên khi mà mình đưa vô animation thì mình thấy nó rất là rối rắm và mình không có bẻ cong bàn tay được. Thì bây giờ siêu, như các bạn đang thấy, siêu đang hiệu chỉnh từng vertices một để mình có được cái lòng, để có được cái bên hông của cái bàn tay chỗ cái ngón út. Thì từ cái ngón út, nếu các bạn nhìn kỹ thì nó hơi cong nhưng mà nó hơi nhỏ chỗ đó, rồi nó đi vòng lên trên mặt bàn tay, rồi nó cong dần xuống lại cái ngón cái. Thì bây giờ sư đang hiệu chỉnh từng vertices một
Suy nghĩ chắc siêu để trả nhanh qua một đoạn nữa. Thì như các bạn thấy bây giờ siêu đang nhìn toàn diện cái ngón tay, thì như các bạn thấy cái ngón út bây giờ của siêu hiện tại nó hơi hơi xấu. Tuy nhiên hiện tại siêu đang không có preference, nên siêu không có đối chiếu cái hình preference với lại cái bàn tay của mình nó như thế nào. Tuy nhiên các bạn hiểu cái kỹ thuật là quan trọng hơn, thì như siêu đã nói, nếu mà các bạn muốn có được chi tiết cao thì mình nên cố gắng hiệu chỉnh từng vertices một. Thì mặc dù một cái mesh nó có thể có những hàng trăm hàng ngàn vertices, nhưng mà để cho nó muốn cho nó đẹp thì các bạn phải chịu khó di chuyển từng vertices một. Thì ngày xưa lúc mà siêu mới hồi tháng 4 năm ngoái, khi mà siêu tập model with Maya, siêu xin lỗi siêu sử dụng tiếng Anh hôm nay nhiều, thì nếu mà siêu ngày xưa lúc mà siêu mới tập với lại Maya, thì khi mà siêu vẽ, siêu thường chọn rất là nhiều vertices cùng một lúc rồi di chuyển nó, thì siêu rất khó hiệu chỉnh cái mesh của mình. Tuy nhiên càng về sau siêu tập cho mình được cái thói quen là để có được cái chi tiết tốt thì mình phải cố gắng kiên nhẫn hiệu chỉnh từng vertices một. Nếu mà mình chọn một lô nhiều vertices rồi mình di chuyển nó, nhiều khi mình không có được cái kết quả cuối cùng mà mình mong muốn, mà mình còn tốn thời gian nhiều hơn nữa. Thì ngày xưa siêu muốn có kết quả nhanh để mang đi cho người ta xem, cho khách hàng xem hoặc là cho bạn bè siêu xem, thì siêu thấy mình càng mong muốn nó nhanh chừng nào, mình càng thúc giục nó, thì cái kết quả cuối cùng của mình nó không có tốt. Thì các bạn cố gắng kiên nhẫn hiệu chỉnh từng vertices một như các bạn thấy trên video. Siêu zoom ra ngoài, siêu coi toàn diện cái bàn tay của mình, siêu thấy nó vẫn không tốt, siêu lại di chuyển từng vertices một. Rồi siêu lại zoom như như các bạn thấy bây giờ siêu đang coi cái mặt bàn tay, cái lòng bàn tay bên dưới, siêu hiệu chỉnh từng vertices một thì siêu phát hiện nó còn quá phẳng đi. Thì các bạn cố gắng kiên nhẫn ha. Thì như các bạn suy nghĩ chắc để siêu trả nhanh qua cái đoạn này. Thì bây giờ siêu đang sử dụng công cụ di chuyển Move Normal Average để di chuyển từng vertices mà vẫn giữ được cái resolution của toàn toàn thể cái mesh. Hiện tại bây giờ siêu đang di chuyển những cái vertices trung tâm chỗ chỗ cái lòng bàn tay của những cái ngón tay. Tại vì phần đó nếu các bạn nhìn kỹ thì nó hơi cong lồi lồi la, nó lồi lõm theo đúng cái ngón tay của mình. Thì mặc dù những cái chi tiết rất là nhỏ mình không có thấy khi mà mình trong animation, tuy nhiên nếu mà mình chú tâm đến từng chi tiết nhỏ vậy thì khi mà tấm hình tĩnh nhìn rất là đẹp. Nếu như các bạn thấy hiện tại để siêu trả chậm cái đoạn này, thì như các bạn thấy mặc dù cái độ cong của ngón tay các bạn thấy nó rất là nhỏ, khi mình smooth nó nhiều khi mình cũng không thấy ở một số góc độ nhất định nào đó. Tuy nhiên khi mà bàn tay mình xoay xung quanh nó, mình sẽ thấy được cái độ bóng, tại vì cái sự lồi lõm của nó tạo cái ánh sáng, làm cho ánh sáng tạo ra cái bóng tối ngay chỗ đó, làm cho cái bàn tay của mình nhìn rất là organic, nhìn rất là sống động. Không biết sử dịch cái từ sống động không biết có đúng hay không nữa. Thì để siêu chạy nhanh tiếp. Sư hy vọng sư không đi quá nhanh trong cái bài này, tại sư thấy cái video của mình nếu mà mình tốn 2 tiếng đồng hồ chỉ cho một cái bàn tay thì sư thấy không nên, thì các bạn sẽ rất là màu chán khi mà các bạn xem video quá lâu. Tại vì sư muốn các bạn hiểu được kỹ thuật rồi đi thẳng vô trực tiếp thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Thì như các bạn đang thấy hiện tại bây giờ sư đang hiệu chỉnh lại cái ngón cái của mình. Sư vẫn chưa cái hài lòng lắm khi mà sư phát hiện ra một số chi tiết sư cảm thấy nó không có hay. Thì mặc dù cái ngón cái của mình hiện tại bây giờ nhìn vẫn chưa có đẹp đâu, nhưng mà suy nghĩ nếu mà các bạn nhìn vô cái tay của các bạn rồi các bạn chụp hình, nếu mà các bạn có cái camera, cái máy chụp hình thì cố gắng chụp cái bàn tay của mình rồi đối chiếu, đưa nó vô Maya tạo cái image plane, rồi mình dựa vô cái đó rồi mình vẽ thì nó sẽ nhìn đẹp hơn. Chứ hiện nhiều khi siêu cũng muốn tự thử thách mình bằng cách là siêu lấy một cái object nào đó, giống như là cái thước đo vẽ, cái dây kéo vẽ của các kiến trúc sư chẳng hạn như vậy. Thì mặc dù cái object đó rất là đơn giản nhưng mà siêu vẫn không không tạo cái image plan, siêu cố gắng nhìn nó thôi rồi siêu dựa vô nó rồi siêu vẽ giống như mình đang vẽ cái bàn tay hiện tại bây giờ. Thì như các bạn đang thấy thì bây giờ siêu smooth cái bàn tay thì cái ngón cái của mình nó vẫn còn bị phẳng, nhìn nó giống robot quá, nên siêu đang hiệu chỉnh từng vertices một, bẻ cong nó ra để khi mà mình smooth nó mình không còn thấy cái đường gấp khúc nữa. Thì các bạn thấy siêu đang hiệu chỉnh từng vertices một.
nó từng cái ngón tay như vậy, từng vertices một, nhiều khi mình chọn lộn và cái vertices nằm bên chỗ khác còn phải undo nó nữa. Thì như các bạn thấy bây giờ cái ngón tay của mình nó đỡ nhìn giống robot hơn rồi đó. Nhưng mà nếu các bạn nhìn cái lòng bàn tay thì nó vẫn chưa có cái độ cong đó. Sử dụng từ đó hơi nhiều ha. À bây giờ sư phải trả chậm video, tại khúc này không thể trả nhanh được, tại các bạn sẽ rối. Thì như các bạn đang thấy, sư đang dùng cái công cụ Split Polygon Tool để Reflow Geometry, rồi sử dụng công cụ Edge Loop để xem coi cái Geometry nó chạy như thế nào. Tại vì trong trong một số trường hợp nào đó các bạn không thể sử dụng Edge Loop được. Thì như các bạn thấy hiện tại sư đang check cái mesh của mình coi nếu mà sư cứ tiếp tục đi cái lưới đó thì cái lưới đó nó sẽ chạy đi đâu. Thì sư nghĩ cái lưới nó sẽ chạy tới đó. Thì giờ sư sử dụng Edge Loop để tiết kiệm thời gian hơn là mình click trên từng cảnh một. Coi như sư mới Reflow Geometry ha. Bây giờ mình có được Edge Loop mà cái Edge Loop của mình chưa có hoàn hảo tại vì nó dừng ngay cái chỗ này thôi. Thì hiện tại mình đang có cái angle ngay chỗ đó, năm cạnh đằng đó. Giờ sư coi coi bây giờ sư có cách nào để Reflow Geometry chỗ đó hay không. Sư lại nói nó tiếp. Thì bây giờ mình có được cái angle. Sư thấy undo phải, sư reflow ngược trở lại. Thì bây giờ mình có nó khóa với lại một cái triangle. Cái khóa chỗ này với cái triangle. Nhưng mà nếu sư thêm cái edge loop thì cái triangle đó nó trở thành khóa. Mình vẫn còn có một cái triangle ngay chỗ này. Bây giờ làm sao để mình cố gắng mình biến cái triangle nó thành khóa. Thì modeling trong Maya rất là vui. Tại vì nhiều khi mình vẽ nó, mình cũng giống như mình cảm giác như mình đang chơi game vậy. Nó giống như một cái game mà mình làm sao mình phải cố gắng vẽ nó từ triangle cho thành khóa. Thì nó rất là hay. Nhiều khi sư tốn cả ngày chỉ để reflow geometry để biến cái mesh của mình những cái triangle trở thành khóa, nó cũng rất là hay, giống như mà đang chơi game puzzle vậy. Thì các bạn thấy hiện tại bây giờ cái khóe tay chỗ cái ngón cái với ngón trỏ vẫn chưa có đẹp. Sư đang reflow geometry thì các bạn thấy, các bạn nhớ chỗ đó hồi nãy là nó là khóa, thì bây giờ nó trở thành hai đó, hồi nãy nó là angle, bây giờ trở thành hai cái khóa rồi, cái chỗ này nè. Thì giờ sư đang hiệu chỉnh từng vertices một để mình có được cái độ cong. Tại nếu các bạn nhìn cái khóe tay thì nó có những cái đường vân tay, những cái gấp khúc ngay cái chỗ này. Thì hiện tại bây giờ sư đang di chuyển từng vertices một. Thì với một số như các bạn thấy, mặc dù cái chi tiết nó rất là nhỏ, mình sẽ không để ý nhiều. Nhưng mà nếu mà các bạn tạo một cái hình tĩnh thì các bạn sẽ thấy những cái chi tiết rất là nhỏ gì sẽ làm cho cái mesh của mình rất là đẹp. Thì hiện tại bây giờ sẽ đang hiệu chỉnh từng vertices một để mình có được cái bàn tay nó đều, có cái độ cong qua đây, rồi mình vẫn có được cái đường, cái độ gấp khúc của cái ngón cái như cái khóe tay chỗ này. Thì bây giờ sẽ đi rất là chậm tại sẽ không muốn là cái mesh của mình nó bị rối, rồi siêu sau này reflow geometry nó rất là khó. Suy nghĩ để sư trả nhanh qua cái khúc này luôn. Tại khúc này chỉ là hiệu chỉnh vertices để cho cái bàn tay mình nó đẹp hơn. Tại mỗi khi mà sư thêm cái edge loop hoặc là dùng cái công cụ Split Polygon Tool, nó sẽ làm cho cái mesh của mình cứng lại. Thì mỗi lần mà sư thêm cái edge loop, sư phải hiệu chỉnh từng vertices một của cái edge loop đó. Thì giờ sư đang lại nhìn toàn diện coi cái mesh của mình có cái lưới gì, nó chạy gì, có đẹp gì chưa. Có khớp cái anatomy để mình animation chưa. Thì như các bạn thấy cái mesh của mình nó vẫn chưa đều, vẫn chưa đẹp. Cái độ dày chỗ này, cái khoảng cái diện tích chỗ này nó còn quá rộng so với lại toàn diện diện tích của những cái mesh, những cái mặt khác. Và sư đang tính xem cái cổ tay của mình với cái mesh như thế này thì nếu mà mình có được một cái cánh tay thì mình cố gắng cánh tay đó vô được cái bàn tay hay không. Thì tí nữa siêu sẽ reflow geometry ngay chỗ này nữa để có được cái mesh đẹp hơn. Thì như các bạn thấy siêu đang xem toàn diện cái ngón tay của mình xem như vậy cái độ cong nó có đẹp hay không. Thì hiện tại siêu vẫn chưa hài lòng thì cái mesh của mình chạy chưa có đều. Thì như các bạn thấy siêu đang hiệu chỉnh từng vertices một để cái mesh, cái lưới nó chạy đẹp hơn.
Tại vì như các bạn đã biết, khi mà mình sử dụng cái edge loop mà hai cái edge loop, hai cái cạnh nó mà gần quá, nó gần nhau quá mà nó không có cái độ cong đều, thì nó sẽ tạo ra cái đường gấp khúc rất là bén, làm cho cái bàn tay của mình không có đẹp. Đặc biệt là khi mà các bạn, thì bây giờ các bạn thấy khi mà siêu tách từng vertices đều ra nhau, thì khi mình smooth nó, các bạn thấy nó đều, nó trơn tru, nó không có gấp khúc nữa. Hồi nãy mình nó thẳng ngay chỗ này, giống như nhìn nó giống robot đó. Thì bây giờ các bạn thấy nguyên cái bàn tay của mình tổng toàn diện thì nhìn nhìn đẹp hơn, mặc dù cái phần ngay chỗ này các bạn thấy nó vẫn còn quá phẳng đi, nó còn quá thẳng, tại vì mình không có đủ cái geometry, cái lưới ngay chỗ đó. Thì ngay cái video số 2 thì sư sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ thuật để mình thêm cái geometry chính xác ngay cái phần mình muốn hay không thôi. Thì như các bạn thấy hồi nãy mình thêm cái mình preflow geometry, tuy nhiên chỗ này mình vẫn còn có cái angle. Các bạn thấy cạnh năm mặt nè. Thì bây giờ siêu làm sao sẽ cố gắng dùng công cụ Split Polygon Tool để mình reflow geometry để mình có cái mesh nó đẹp hơn. Thì trong giây lát các bạn sẽ thấy siêu sẽ bắt đầu sử dụng công cụ Split Polygon Tool. Hiện tại bây giờ siêu đang reflow, không phải, hiện tại bây giờ siêu đang hiệu chỉnh từng vertices một để có được cái phần thịt dưới cái ngón cái. Tại như các bạn biết cái ngón cái của mình nó bẻ cong vô đây mà nó còn có thể bẻ hướng này nữa. Thì như các bạn thấy bây giờ mình có cái angle ngay chỗ này, với là cái triangle ngay chỗ này nè. Giờ làm sao để mình khắc phục những cái phần đó. Thì giờ sư đang chọn toàn bộ những cái cạnh, những cái edge ngay chỗ này, rồi sư sử dụng công cụ slide edge loop để mình di chuyển nó mà vẫn giữ được cái resolution. Thì trong trong số một số trường hợp các bạn có thể sử dụng công cụ di chuyển từng vertices để di chuyển. Nhưng mà nếu các bạn thấy các bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng bằng cách chọn một loạt những vertices, bằng cách chọn cạnh rồi công việc rồi sử dụng công cụ slide edge loop thì nó vẫn tốt hơn. Tại như sư đã nói, mình có được cái bàn tay đẹp nhưng mà tiết kiệm được thời gian thì vẫn hay hơn. Thì hiện tại nếu mà các bạn để ý thì trên cái phần ngón cái, cái ngón út của mình thì cái phần mặt bên đây nó phồng lên tại vì nó có thịt. Rồi bên đây là cái ngón cái, bên đây là cái ngón út thì nó sẽ phồng lên rồi nó lõm xuống cái chỗ này. Rồi cái đường sống hả? Cái đường sống sẽ chạy từ cái ngón, từ cái khóe của cái ngón cái với ngón trỏ nó chạy dọc qua đây. Rồi thì cái ngón đường tài sản, đường vợ chồng thì nó nằm đâu chỗ này nè. Tuy nhiên bây giờ sư đang hiệu chỉnh từng vertices một để mình có được cái độ phồng của cái bàn tay trước cái đã. Nhưng mà mình phải cố mình khi mà mình di chuyển từng vertices một phải cố gắng làm sao cho cái khoảng cách của những cái cạnh nó đều ra. Thì như các bạn thấy bây giờ mình có cái cạnh nó đều tương đối khá bằng nhau rồi đó. Tuy nhiên cái phần này sư vẫn chưa hài lòng lắm, tại vì mình vẫn còn có cái triangle ngay chỗ này. Giờ sư đang tính làm sao để mình khắc phục cái triangle chỗ này, cái triangle ngay chỗ này với cái angle ngay chỗ này. Thì bây giờ giống như mình đang chơi game vậy đó, bây giờ mình làm sao để mình có được cái kết quả biến ba cái thằng này trở thành quad hết. Giờ sư đang nhìn cái mask, sư xoay tới xoay lui để sư xem coi làm sao để mình khắc phục cái tình trạng đó. Thì trong quá trình mà sư record cái lần đầu tiên đến khúc này, sư rất là khoái mà sư vẫn muốn làm sao tiết kiệm thời gian cho các bạn. Tại vì nếu mà sư cứ tính toán lâu quá thì sẽ làm cho video của mình rất là nhanh, rất là lâu, làm cho các bạn chán. Thì như các bạn thấy bây giờ sư đang sử dụng, sư mới vừa click công cụ Split Polygon Tool rồi đó. Giờ sư xem bây giờ sư sẽ đặt cái điểm đầu tiên nó nằm chỗ nào. Thì hiện tại bây giờ camera của sư nó có vấn đề nên sư chọn cái camera mà sư tạo xem cho nó dễ hơn. Tại vì camera ban đầu hồi nãy mình sử dụng là camera của Perspective. Nhiều khi mình xoay tới xoay lui hồi cái camera nó không có di chuyển đúng ý của mình nữa. Nên mình sử dụng camera mình tự tạo nó vẫn hay hơn. Siêu suy nghĩ hơi lâu ha. Tại khúc này thì siêu vẫn hơi bị rối là mình không nên, siêu vẫn không biết là mình nên reflow khúc nào nó vẫn tốt hơn. Thì như các bạn thấy bây giờ siêu bỏ cái phần đó, siêu tính toán phần đó sau. Hiện tại bây giờ siêu đang đang làm sao để reflow để mình có được cái đường đường sống. Thì như các bạn thấy thì siêu bắt đầu cái điểm đầu tiên thì ngay cái chỗ này. Thì các bạn có thể bắt đầu ngay chỗ này cũng được, tùy theo cái bàn tay của các bạn thôi. Thì như siêu siêu mới dùng công cụ Split Polygon Tool để reflow cái geometry ngay chỗ này. Thì các bạn thấy cái polygon của mình nó chạy chỗ này.
Thì bây giờ mình có được cái đường cơ bản rồi đó, mình sẽ dựa vô cái đường đó để mình khắc phục cái triangle ngay chỗ này và cái angle ngay cái chỗ này. Và trước hết thì sẽ di chuyển những cái vertices mà mình mới vừa tạo để có được cái đường sinh sống trước rồi đó. Thì để giữ được cái resolution thì hiện tại sư đang sử dụng công cụ di chuyển Move Normal Average. Thì có công cụ Move Normal Average nó giúp cho mình giữ được cái resolution ở cái lồi lõm ngay chỗ này, phòng ngay chỗ này với là cái lõm ngay chỗ này, rất là hay. Thì như các bạn thấy bây giờ sư mới được có cái lưới cơ bản dành cho cái đường đường sinh sống. Hiện tại bây giờ sư đang dựa vô cái edge loop chỗ này để mình tạo cái đường, phải cái đường này không biết phải gọi đường gì ta, đường đường vợ chồng hả? Tại sư nhớ là khi mà mình nắm cái bàn tay lại cái chỗ này mình có bao nhiêu cái đường đi ra thì mình có bao nhiêu người con. Sư nhớ hồi nhỏ thì nghe ông bà nói vậy thôi chứ không có biết đúng hay không. Sư không có máy tính nên sư cũng không có biết. Thì như các bạn thấy bây giờ cái lưới mình dựa vô cái lưới chỗ đó, bây giờ mình có được cái lưới của đường đường sống. Như các bạn thấy bây giờ sư mới xóa một số cạnh không cần thiết, sư xóa luôn cái vertices ngay chỗ này. Thì bây giờ ngay cái chỗ này mình từ angle mình trở thành quad rồi nè, chỗ này cũng thành quad luôn rồi nè. Tuy nhiên chỗ này mình vẫn còn cái angle, bây giờ làm sao để khắc phục nó đây. Thì hiện tại sư đang vẫn còn suy nghĩ làm sao để mình reflow nữa. Thì hiện tại sư đang sử dụng cụ slide edge loop. Thì sư đang làm gì khúc này thì sư vẫn không nhớ nổi. À đúng rồi, khúc này thì đang như các bạn thấy như sư nói, hai cái cạnh khi mà nó gần nhau quá thì nó sẽ tạo cái độ sắc bén, nhìn cho cái mask của mình không có đẹp, không có đều. Thì hiện tại sư đang di chuyển từng vertices một để cái mask của mình nó đều ra. Hồi nãy sư hơi lười, sư muốn sư di chuyển toàn bộ cái edge loop bằng công cụ slide edge tool nè, mà sư thấy không tốt nên sư chuyển qua di chuyển từng vertices một. Như các bạn thấy cái chỗ này nó cũng không đều, không đẹp nữa. Sư nghĩ chắc nữa sư sẽ di chuyển nữa. Thì như các bạn thấy sư mới sử dụng công cụ Split Polygon Tool để Reflow Geometry. Sư tạo hai cái đường này nó khít vô nhau, tại vì khi mà nó khít vô nhau như vậy nó sẽ tạo ra cái độ sắc bén. Thì cái độ sắc bén nó sẽ tạo ra cái đường đường sống cho mình. Thì bây giờ sẽ không biết nếu mà siêu cứ tiếp tục nó sẽ chạy vòng qua luôn cả cái bàn tay. Thì bây giờ sẽ thấy cái edge loop của mình nó dừng ở ngay cái đoạn bên kia chỗ mà mình cần khắc phục cái angle. Thì sẽ thấy nó cũng khá là hay. Nên siêu chấp nhận cho nó chạy vòng qua luôn nguyên cái bàn tay. Thì như các bạn thấy siêu mới vừa merge vertices hai cái vertices lại thì cái angle nó biến thành cái quad rồi nè. Cái khóa chỗ này với cái khóa chỗ này. Tuy nhiên cái angle chỗ này mình vẫn chưa khắc phục, cái angle chỗ này mình vẫn chưa khắc phục. Bây giờ mình làm sao? Thì bây giờ siêu thêm cái edge loop, siêu thấy nó không tốt, siêu mới undo nó. Bây giờ làm sao để khắc phục nó đây? À, siêu mới sử dụng công cụ Split Polygon Tool, siêu siêu chọn kết nối hai phần này lại với nhau, thì cái khóa chỗ này nó trở thành, cái angle chỗ này nó trở thành khóa. Chỗ này khóa nó cũng trở thành angle luôn. À quên. À, cái chỗ này angle nó trở thành khóa. Thì bây giờ hai cái khóa nó trở thành hai cái angle. Thì bây giờ cái chỗ này nó cũng trở thành cái angle luôn. Coi như mình vừa hoàn tất xong cái phần hiệu chỉnh, biến hiệu chỉnh nó. À, cái ngôn từ tiếng Việt cũng siêu tệ quá, nhiều khi muốn diễn tả mà khó dùng nữa. Thì như các bạn thấy bây giờ sư mới vừa khắc phục xong cái, nói chung là sư mới vừa khắc phục xong rồi đó. Biến biến anh angle khóa là một cái trò chơi rất là hay trong modeling. Thì bây giờ mình vẫn còn có cái khóa ngay chỗ này sư mới vừa tạo ra đó. Giờ mình kết nối nó lại với nhau. Thì cái thằng khóa, cái thằng khóa chỗ này mình kết nối nó lại, bây giờ nó trở thành hai cái angle.
cái thằng quad bây giờ nó trở thành, cái từ quad với cái từ angle sao siêu nói lộn rồi ha, xin lỗi các bạn. Siêu nói ý siêu là cái angle của mình nó biến thành hai cái quad rồi đó. Thì bây giờ mình vẫn còn cái triangle chỗ này với lại cái angle chỗ này. Giờ đang suy nghĩ làm sao để biến hai cái thằng đó biến mất đi, trở thành hai cái quad thì vẫn đẹp hơn. Nhờ siêu undo đó. Siêu undo trở lại ban đầu, siêu xóa cái cạnh này nè, bây giờ siêu undo lại đến cái lúc mà siêu chưa xóa nó. Giờ siêu quyết định siêu reflow geometry, kết nối hai chỗ này lại. Thì siêu siêu delete chỗ này đi thì nó biến thành quad, thằng này cũng biến thành quad. Tuy nhiên mình vẫn còn cái angle ngay chỗ này. Mình có thêm cái angle chỗ này nữa. Sư đang xem có cái edge loop nó chạy cái chỗ nào. Thì nếu mà các bạn cảm thấy rối rắm tại vì các bạn không biết là cái phương pháp nào là đúng thì để siêu nói cho các bạn biết là cứ mỗi lần mà siêu vẽ cái bàn tay lại, siêu lại có một cái đường reflow geometry khác nhau. Như các bạn thấy bây giờ siêu mới vừa biến nó trở thành quad rồi đó. Các bạn thấy không? Quad nè, bốn cạnh nè, bốn cạnh nè, bốn cạnh hết. Thì nếu mà các bạn nghĩ cái cách siêu vẽ nó không giống như cái cách của người khác vẽ hoặc là không đúng như cái cách mà các bạn từng biết thì cũng đừng có ngạc nhiên. Tại vì trong trong modeling không có phương pháp nào gọi là sai hết. Chỉ có phương pháp mình vẽ ra rồi nó có áp dụng được cho animation hay không. Thì nhiều khi các bạn vẽ một cái vật thể nào đó, các bạn phải dựa vô cái animation của nó. Các bạn hiểu được làm sao cái nó chuyển động như thế nào rồi các bạn dựa vô đó các bạn vẽ. Như siêu mới vừa tạo cái reflow geometry ngay cái chỗ này, mặc dù mình không có thấy, mình có thể sử dụng texture, mình có thể sử dụng texture để mình giả lập cái đường đường sống. Tuy nhiên nếu cái mesh của mình không có cái đường này thì khi mình animate nó, mình không có co cái bàn tay để tạo được cái đường gấp khúc chỗ này. Nó rất là khó. Nhiều khi các bạn dựa vô cái chuyển động của cái bàn tay rồi các bạn vẽ thì nó vẫn hay hơn. Tại vì mục đích của mình là vẽ xong để mình có thể chuyển động nó nữa mà. Thì như các bạn thấy sư mới vừa save để tạo ra một cái phiên bản khác để mình có đi ngược trở lại reflow geometry nó vẫn dễ hơn. Thì bây giờ mình có được cái đường sống rồi đó. Ok, cái video phần số 4 thì mình dừng ngay cái chỗ này. Sư sẽ làm thêm cái video lần cuối cùng, còn có một bài nữa thôi là kết thúc. Thì hy vọng các bạn gặp lại các bạn sớm.